Ok, chào tất cả anh em. Ok, ai gần sẽ ban lại giao buổi tối vui vẻ hạnh phúc bên gia đình, sức khỏe, công việc may mắn thuận lợi. Chúc tất cả anh em. Ok. Lên về Vẫn nhà. ở Hà Tĩnh nhưng mà đời này mình ở Hà Tĩnh, anh em nào đi qua Hà Tĩnh thì cứ vào bên mấy cái thông tin nhắn tin, anh em đón nhau vui chơi cơm rau cà. Ok, cảm ơn tất cả những người đã có những lời chúc tốt đẹp cho mình nha. 2007, ok, chào mọi người. Đây là hôm nay là mấy anh em ra đây được 4 ngày. Ok, chúc tất cả mọi người một buổi tối hạnh phúc. Hỏi tiếng gì không ấy thì anh em à. Đấy, đây là một bên một hông của cánh gà. Đấy, bên hông đấy, nhà rất rộng. Ok, mới ra ngoài Bắc chơi. Đang đây có thể về Hà Nội thăm một số anh em, mấy ông anh ở Hà Nội. Có ai có thể liên hệ về Hà Nội anh em gặp nhau. Ok, 2.400 anh em. Cái bác Xuân ấy là một lần hai rồi dạy. Rất đẹp nha mọi người. Rất lý tưởng, rất là đẹp. $2,300 nha cả nhà, cho một form hay gì đó mình cũng không biết nha. Mạnh tay nha, hỗ trợ nha. Anh em vui nha. $8,200. Đây là có những khu vực rất đẹp, lý tưởng. Ok, chào tất cả mọi ông bà cô bác, anh chị em, bạn bè. Nhân lời chúc tốt đẹp nha. Tất cả anh em rất là đông người nha. 2.200 xuống rồi, để lên là 10.000 ca thích, vậy là 8.500 ca thích rồi. Mình lên đúng 10.000 ca thích rồi, anh mình chia tay với anh em. Ok, chúc tất cả mọi người một đêm vui vẻ hạnh phúc với những người thân yêu của mình nha. Ok, $9,700 đấy nha. Phương. Ông bạn là ở trên Tây Nguyên đi xuống phía Bắc để thăm anh em. Bạn mình là Phương nha. Ở Hà Tĩnh là chừng Trăng Châu Cá Cò, đuổi bò. Chào 2.000k anh em đang xem nha. Chào anh em nha. Đây là bạn thân hồi thơ ấu, kết nối nhau là lâu lâu cũng hay ra thăm nhau. Hôm nay là có dịp Phương hết mùa màng, gọi là trúng một đợt gọi là sầu riêng, được 1,5 tỷ. Cho nên Phương ra đây đi phu lưu với mình ra Tây Bắc, các tỉnh Tây Bắc còn đi dài lắm. Xin vừa là 2 tháng mới đi được 7 ngày đấy. Thôi hai chào nha. Bạn xin chào.